Tiểu sử cầu thủ Nguyễn Hữu Thắng. Nguyễn Hữu Thắng sinh ngày 19 tháng 5 năm 2000 tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Anh hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Viettel. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Viettel. Hữu Thắng nổi lên từ khi cùng U16 Việt Nam dự giải U16 châu Á năm 2016. Tại giải đấu này, Hữu Thắng tỏa sáng với một cú đúp vào lưới đội tuyển Australia. Năm 2020, anh chàng cùng câu lạc bộ Bình Định giành vé lên chơi tại V-League 2021. Ngay lập tức anh được câu lạc bộ Viettel triệu tập trở lại để chuẩn bị cho mùa giải 2021. Tại giải U21 quốc gia 2021, anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Hữu Thắng là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt, tư duy và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Sở trường của anh là đá hậu công, trở thành chất kết dính giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Hạn chế lớn nhất của Thắng là thể hình và thể lực khi anh chỉ cao 1m68. Thể hình thì rất khó cải thiện nhưng thể lực thì cậu ấy phải tích lũy thêm. Với cách chơi như hiện tại, chỉ cần thêm sức mạnh, cầu thủ này sẽ còn tiến xa.